Và tiếp theo là hỏi là mong cầu thiện sự có kết quả thì đó có gọi là tâm tham hay không? Thì thưa quý vị phải hiểu là cái muốn ấy, cái sự mong cầu, cái sự muốn ấy, ngay cả một vị chánh đẳng giác cũng có muốn. Giả sử như cầm cái ly nước lên, phải có tâm muốn cầm cái ly nước lên thì mình mới cầm, đúng chưa? Rồi khi mà sư nói chuyện với quý vị, sư phải muốn nói thì sư mới nói. Cái tâm nó dẫn đầu các pháp. Hoặc khi sư mở mắt sư nhìn thì sư phải muốn mở mắt nhìn thì nó mới mở mắt nhìn. Thì mọi việc nó đều có cái muốn, nhưng cái muốn đó không có thiện ác. Nhớ như vậy, cái muốn nó không hề đi kèm với thiện ác. Và nếu như khi mà cái muốn đó, đó nó hướng tới Niết Bàn, nó hướng tới thiện pháp, nó hướng đến cái con đường tu tập, thì mình gọi là dục như ý túc. Cái muốn nó bản thân gọi là dục. Dục đây không có phải là cái dục trong ngũ dục ha. Còn khi đó mà mình muốn hưởng thụ thì cái muốn đó đi kèm với tâm tham. Bản thân cái muốn đó ban đầu nó không có thiện ác gì hết. Nhớ nha, cái muốn nó bản thân nó không có thiện ác gì hết. Nhưng mà cái mục đích của cái muốn đó nó sẽ quyết định là cái muốn nó là thiện hay là bất thiện. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn hưởng thụ thì cái muốn nó đi kèm với tâm tham, thì mình gọi nó là tham dục. Thấy chưa? Tôi muốn ăn ngon, tôi muốn mặc đẹp, thì cái muốn đó đi kèm với các dục, với cái tâm tham hưởng thụ, thì đó gọi là tham dục. Còn chẳng hạn như tôi muốn tu thiền, tôi muốn chứng thiền, thì cái muốn đó không đi kèm với tâm tham. Bởi vì chứng thiền, nhớ, thiền chứng thì mình phải có được 5 chi thiền và bỏ được 5 triền cái. Một trong số đó là mình bỏ cái tham triền cái. Cho nên khi mình chứng thiền, tôi muốn trú vào tầng thiền thứ nhất, tôi muốn trú vào tầng thiền thứ hai, tôi muốn trú vào tầng thiền thứ ba, thì cái muốn đó đó nó không đi kèm với tâm tham. Cho nên bản thân cái muốn đó, sư nói là nó, cái muốn bản thân nó không có thiện ác. Cái quan trọng cái mục đích của cái muốn đó, nó sẽ quyết định cái muốn đó là thiện hay là ác. Phải hiểu. Quý vị phải gạch chân hai cái chữ mục đích. Mục đích của cái muốn đó nó sẽ quyết định cái muốn đó là thiện hay là ác. Bản thân cái muốn nó không có thiện ác. Bạch sư nói rõ cái từ mà dục như ý túc. Thì nó như thế này nè, gọi là như ý túc. Có nghĩa là làm những cái đó nó giúp cho mình đạt được cái mục đích thì nó gọi là như ý túc. Như ý mà, có nghĩa là đạt được như ý muốn của mình thì nó gọi là như ý túc. Ví dụ như một vị chứng thiền, khi mà vị đó nhập vào thiền casina, để một casina trắng, vị đó chỉ cần muốn có ánh sáng thì ngay lập tức vị đó phát ra ánh sáng. Hoặc là một vị tu tập địa mục casina xanh, thì đã muốn có bóng tối, ngay lập tức có bóng tối. Thì đó gọi là dục như ý túc. Có nghĩa là khi mà cái mong muốn của mình nó đạt được. Nhưng mà cái mong muốn này như sư nói, nó phải ly dục thì nó mới gọi là dục như ý túc. Nhưng mà phải hiểu muốn là muốn cái gì nó mới quan trọng. Đó, như nói khi mà một vị hành giả tu tập casino trắng, vị đó muốn có ánh sáng thì ánh sáng xuất hiện. Đó là gọi là mình gọi đó là thần thông, nhưng thực tế xuất phát từ cái muốn của hành giả thôi, và mình gọi đó là thần thông. Và bốn như ý túc thì nó có dục, cần, tâm, thẩm, nhưng mà bây giờ mà sư nói thì nó không có đủ thời gian. Sư chỉ nói gọn cái dục như túc là như vậy. Có nghĩa là cái muốn của mình ấy, muốn làm sao mà để đạt được cái mục đích. Chẳng hạn như mình muốn đạt đến cái đạo quả giải thoát, thì mình phải làm như thế nào đó để mà mình đưa đến cái đạo quả giải thoát. Mà khi mà mình đạt được cái đạo quả giải thoát, khi mình muốn tu tập để được giải thoát và mình được giải thoát, thì khi đó gọi là dục như túc.
mình muốn chứng đắc thiền định và mình tu tập để mình chứng đắc thiền định. Khi mà mình chứng được thiền định thì đó là dục như ý túc. Mình muốn có thần thông, mình tu tập 10 đề mục ca si ná và khi mình hiển thị ra thần thông, mình hóa được thông thì đó gọi là dục như ý túc. Muốn cái gì được cái đó thì đó là dục như ý túc. Nó khác với người thế gian, những người hưởng ngũ dục. Ví dụ như tôi muốn tiền, tôi làm ra tôi kiếm được tiền, đó không gọi là dục như ý túc. Bởi vì đó còn liên hệ tới tham. Nhớ ha. Khi nào cái dục đó nó ly tham, nó không liên hệ tới tham thì mình mới có cái gọi đó là dục như ý túc. Mà tại vì sư nói về bốn như ý túc phải nói hết. Dục cần tâm thẩm, chứ còn mà nói nó không đủ á thì quý vị nghe thì nó sẽ hơi mơ hồ. Cho nên quý vị chỉ cần hiểu cái dục như ý túc đó là mình muốn trong những cái thiện pháp và mình đạt được những cái thiện pháp đó. Ví dụ như thần thông, ví dụ như giải thoát thì đó gọi là dục như ý túc. Biết vậy được rồi. Trong một cái bài giảng khác thì sư sẽ nói rõ hơn.